Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất tiêu thụ nông sản hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã cấp 56 giấy xác nhận lô hàng nông sản an toàn dịch bệnh COVID-19 cho các thương lái hộ kinh doanh. Trong đó, hai sản phẩm được cấp giấy xác nhận lô hàng nông sản an toàn dịch bệnh COVID-19, chủ yếu là gà đồi và vải thiều. Ngoài việc cấp 56 giấy xác nhận lô hàng nông sản an toàn dịch bệnh cho các thương lái, hộ kinh doanh để giúp người dân tiêu thụ vải thiều, huyện cũng tổ chức một điểm thu mua vải thiều tập trung tại xã Đồng Tâm với khả năng thu mua từ 100 đến 150 tấn vải thiều tươi mỗi ngày.